Trí tuệ nhân tạo, động lực phát triển hay hiểm họa tiềm ẩn? Trí tuệ nhân tạo, AI, không còn là khái niệm xa lạ trong thế giới hiện đại. Từ những bộ phim khoa học diễn tưởng đến cuộc sống hàng ngày, AI đã len lỏi vào mọi ngóc ngách và trở thành một phần không thể thiếu của xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc của AI cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động của nó đối với con người. Lịch sử phát triển của AI có thể chia thành nhiều giai đoạn, từ những ý tưởng sơ khai về máy tính thông minh đến những đột phá gần đây trong lĩnh vực học máy và học sâu. Sự ra đời của các thuật toán tinh vi như mạng thần kinh nhân tạo đã giúp AI có khả năng học hỏi, suy luận và đưa ra quyết định một cách độc lập. Điều này mở ra vô vàn ứng dụng trong cuộc sống, từ việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn trong y tế đến việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trong lĩnh vực y tế, AI được ứng dụng để phân tích hình ảnh y tế, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh ung thư và thậm chí là phát triển các loại thuốc mới. Các trợ lý ảo AI cũng ngày càng phổ biến, hỗ trợ con người trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Trong giáo dục, AI giúp cá nhân hóa quá trình học tập, tạo ra những bài giảng tương tác và đánh giá năng lực học sinh một cách chính xác hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, AI cũng đặt ra nhiều thách thức. Một trong những lo ngại lớn nhất là nguy cơ mất việc làm. Khi máy móc ngày càng thông minh và có thể thực hiện nhiều công việc của con người, nhiều người lo sợ sẽ bị thay thế. Bất bình đẳng cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Việc tiếp cận và sử dụng AI không đồng đều có thể làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia và các nhóm người. An ninh mạng cũng là một vấn đề cấp bách. Các hệ thống AI có thể bị tấn công và lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm như đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống. Ngoài ra, sự phát triển của vũ khí tự động dựa trên AI cũng đặt ra những lo ngại về an ninh quốc tế. Một trong những vấn đề đạo đức quan trọng nhất liên quan đến AI là trách nhiệm pháp lý. Nếu một chiếc xe tự lái gây ra tai nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Làm thế nào để đảm bảo rằng các hệ thống AI không bị phân biệt đối xử? Đây là những câu hỏi khó mà các nhà khoa học, nhà lập pháp và xã hội phải cùng nhau tìm lời giải. Trước những thách thức này, chúng ta cần có những chuẩn bị kỹ lưỡng để đón nhận tương lai. Việc giáo dục lại lực lượng lao động, phát triển các kỹ năng mềm và nâng cao ý thức về an ninh mạng là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng để quản lý phát triển và ứng dụng AI cũng là một nhiệm vụ cấp bách. Tương lai của AI vẫn còn nhiều ẩn số. Chúng ta có thể kỳ vọng AI sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt và mang lại những đột phá chưa từng có. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm, chúng ta cần có những cuộc thảo luận mở và hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, các tổ chức và các cá nhân. Trí tuệ nhân tạo là một công cụ mạnh mẽ có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những lợi ích mà AI mang lại và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện và đa chiều về vấn đề này. Việc phát triển AI cần đi đôi với việc xây dựng một xã hội công bằng, bền vững và an toàn.